Chào mừng bà con đã đến với bản tin giá thủy sản hôm nay. Chúc bà con một ngày mới tốt lành. Vào mùa cá khô Tết, cùng với nhiều đặc sản khác, giá cá kèo cũng tăng cao. Theo nhận định của ngành chức năng và người nuôi cá kèo, do lượng cá kèo nuôi năm nay không nhiều, cùng yếu tố thời tiết môi trường ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng cá dẫn đến lượng cung giảm. Đây chính là nguyên nhân đẩy giá cá kèo thương phẩm tăng. Xem thông tin trên mạng xã hội thấy mô hình nuôi cá kèo khá nhàn và phù hợp với diện tích ao nhỏ. Ông Võ Văn Lâm, ấp 18, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh cải tạo diện tích ao khoảng 500m2 nuôi thử nghiệm cá kèo. Sau gần 4 tháng nuôi, cá phát triển tốt và dự kiến thu hoạch trước Tết. Ông cho biết đây là năm đầu tiên nuôi nên chưa có nhiều kinh nghiệm, thả nuôi mật độ hơi dày. Tuy nhiên đến thời điểm này cá đạt trọng lượng khoảng 45 đến 50 con kg với giá dao động 120 đến 160 000 đồng kg như hiện nay hy vọng sẽ có lợi nhuận khá, nhất là thời điểm gần Tết thì giá cá càng cao, lợi nhuận càng nhiều hơn. Tôi sẽ khai đầm, cho cá ra đồng lúa một thời gian để giảm bớt lượng thức ăn công nghiệp, giúp thịt cá chắc, ngon hơn và bán giá cao hơn. Ông Lâm cho hay, được biết với 3 hecta đất, ông Lâm sản xuất tổng hợp rất nhiều cây, con trên cùng diện tích, như trồng lúa, kết hợp nuôi tôm càng, tôm sú, tôm thẻ, cua, thu nhập từ đầu năm đến nay trên 200 triệu đồng dự kiến có thêm lợi nhuận từ ao cá kèo khoảng 50 triệu đồng đón Tết. Đây là năm thứ ba anh Huỳnh Hoài nhớ, ấp Tân Lợi A, xã Tạ An Khương Nam, huyện Đầm Dơi nuôi cá kèo thương phẩm. Anh nhớ cho biết, hai năm trước, tôi tận dụng ao nuôi tôm công nghiệp kém hiệu quả để nuôi cá kèo. Riêng năm nay, gia đình cải tạo ao nuôi mới trên diện tích khoảng 600 m vuông, thả 3kg cá kèo giống. Sau năm tháng nuôi thu được 1,2 tấn cá, trọng lượng 40 con kg, bán được giá 145.000 đồng kg trừ chi phí lợi nhuận 115 triệu đồng. Tương tự, anh Trương Hoàng Vũ, ấp 5, xã Tân Thành, thành phố Cà Mau tận dụng diện tích 800 m2 ao tôm công nghiệp để nuôi cá kèo. Sau 5 tháng nuôi, cuối tháng 10 năm 2023, anh Vũ thu hoạch, bán được giá 120.000 đồng kg, thu lãi trên 200 triệu đồng. Theo lời anh nhớ và anh Vũ, do ảnh hưởng thời tiết, môi trường và nguồn cá giống trôi nổi nên cá giống hao hụt nhiều, chỉ đạt đầu con khoảng 60 đến 70%. Bù lại giá cá thương phẩm năm nay tăng cao, người nuôi sẽ có nguồn thu nhập khá từ mô hình này. Ở Cà Mau, nghề nuôi cá kèo phát triển từ hơn 10 năm nay, tập trung nhiều ở thành phố Cà Mau, tại xã Tân Thành và các huyện, cái nước, đầm dơi, ngọc hiển. Cá kèo thích hợp với môi trường nước lợ, dễ nuôi, ít tốn công chăm sóc. Nuôi cá kèo là mô hình triển vọng, cá kèo có thể là vật nuôi thay thế tôm thẻ, xuống ở các đầm tôm công nghiệp kém hiệu quả, giúp cải tạo ao đầm, đồng thời mang lại lợi nhuận khá cho bà con. Do đó, người nuôi cũng rất cần các ngành chức năng quan tâm chuyển giao khoa học công nghệ, có nguồn con giống qua kiểm dịch, đảm bảo chất lượng giúp bà con an tâm sản xuất và nâng cao năng suất, hiệu quả nuôi. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi bản tin giá thủy sản hôm nay. Nếu thấy nội dung hữu ích xin vui lòng nhấn subscribe kênh để không bỏ lỡ bản tin mới nhất nhé. Chúc bà con một ngày mới tràn đầy năng lượng cho một vụ mùa bội thu.